Phương Oanh bật khóc vì gia đình bị nguyền rủa và góc khuất chuyện đi tour giá 50.000 đô. Phương Oanh hiếm hoi chia sẻ về những ồn ào cô đang gặp phải. Cô cũng lên tiếng về tin đồn đi tour, cặp đại gia. Phương Oanh, sinh năm 1989, công khai hẹn hò với Sát Bình vào tháng 8 năm ngoái. Từ thời điểm đó đến nay, cái tên của cô mỗi khi xuất hiện trên các hội nhóm, diễn đàn đều là những nội dung không mấy tích cực, khiến hình ảnh một nữ diễn viên trẻ ngày càng trở nên xấu đi trong mắt công chúng. Trong buổi trò chuyện với Sao Star, Phương Oanh đã không kìm nén được cảm xúc mà bật khóc nức nở. Cô cho biết đã phải chịu đựng chỉ trích từ dư luận suốt thời gian dài. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn hiếm hoi chia sẻ về nghi vấn yêu Sát Bình vì tiền và góc khuất đi tour giá 50.000 đô. Phương Oanh thừa nhận bản thân là một người khá thẳng thắn và không giỏi ăn nói. Cô bức xúc trước việc bị mọi người lấy phát ngôn của mình từ nhiều năm về trước để đắp vào câu chuyện năm nay. Ngay chính giai đoạn nhạy cảm này. Hồi đó tôi mới chập chững vào nghề còn non dạ, đôi khi ăn nói còn chưa đủ khôn khéo và thiếu kinh nghiệm. Nghĩ sao nói thế, bây giờ chắc chắn mỗi khi nói một cái gì đấy, tôi đều phải cẩn trọng. Vậy mà cộng đồng mạng lại lấy những phát ngôn của tôi nhiều năm về trước để gán ghét. Bỏ vào thời điểm tôi vướng phải ồn ào, khiến hình ảnh bản thân ngày càng xấu đi. Có những chia sẻ vào những lúc tâm lý mình rất tệ. Và quan niệm về cuộc sống và tình yêu của mình mỗi năm mỗi khác, vì càng ngày tôi lại càng tích lũy được kinh nghiệm, trải nghiệm. Nhưng dù sao đi nữa, một khi đã bị ghét thì tôi có nói gì, họ cũng đều nghĩ xấu mà thôi, Phương Oanh nói. Tôi cảm thấy mình là một đứa con bất hiếu khi để bố mẹ mình bị nguyền rủa, xúc phạm thậm tệ. Phương Oanh cảm thấy mọi người đang ác khẩu và quá cay nghiệt với mình. Nữ diễn viên áp lực trong khoảng thời gian dài vì không chỉ riêng bản thân, mà chính gia đình cô cũng bị lôi vào thị phi, khiến cuộc sống của họ bị ảnh hưởng. Tồi tệ hơn là những lời chửi bới, xúc phạm hay nguyền rủa mà bố mẹ cô phải hứng chịu. Hơn một tiếng trong buổi trò chuyện với chúng tôi, Phương Oanh đã không kìm được cảm xúc mà bật khóc. Bao nhiêu năm là niềm tự hào gia đình, dòng họ. Thế mà bây giờ tôi cảm thấy mình như một đứa con bất hiếu khi không chỉ tôi mà gia đình cũng bị ảnh hưởng. Điều này khiến tôi cảm thấy đau đớn vô cùng. Cộng đồng mạng có thể phản ứng hay bàn tán gì đó cũng được, nhưng họ lại nguyền rủa tôi. Ví dụ như ra đường bị xe đấm chết, hay thậm chí mong cho con tôi sau này gặp chuyện gì đó. Sao có thể ác khẩu như vậy được? Chắc mọi người cứ nghĩ tôi gieo nhân nào gặp quả nấy thôi, nhưng chính mọi người đang làm điều tương tự mà, đúng không? Tôi không làm điều gì ảnh hưởng đến cuộc sống các bạn. Tôi vẫn ý thức được mình là nghệ sĩ nên vẫn chuẩn mực. Nhưng khi vấn đề riêng tư đang bị hiểu đi theo hướng xấu đi qua những khoảnh khắc bị cắt ghép, quay lén lại khiến mọi người ngày càng căm ghét mình. Tôi cảm thấy họ, anti, phóng viên, thật tàn nhẫn. Có những lúc tôi không thể chịu được nhưng vẫn cố gắng lau đi nước mắt để bước tiếp. Nhưng càng lau họ lại càng ném những thứ tiêu cực, những con dao cắm sâu vào tim tôi, đau lắm. Nhưng cũng phải chấp nhận thôi. Không biết đến bao giờ mọi người mới có thể ngừng lại. Mọi người không thể vơ đũa cả nắm quan điểm chân dài yêu đại gia. Phương Oanh hiểu rõ được suy nghĩ của cư dân mạng khi bản thân quen Sát Bình. Tuy nhiên, cô lại không nghĩ mọi chuyện lại đi quá xa. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên đến với Sát Bình vì đồng tiền, tuy nhiên cô lại phủ nhận điều này. Phương Oanh cho biết từ ngày còn làm model, cô vẫn chọn những show chỉ từ hơn 100, 300 nghìn đồng thay vì những lời mời ngồi cà phê, ăn tiệc với mức giá lên đến hàng nghìn đô. Sau này khi trở thành diễn viên truyền hình, ngoài thu nhập qua màn ảnh, cô còn làm thêm công việc kinh doanh mỹ phẩm, bất động sản. Cộng với tiền quảng cáo do nhãn hàng chi trả, Phương Oanh dư giả để trang trải cuộc sống mỗi tháng. Tôi tự chủ được kinh tế và thậm chí có mức thu nhập không hề nhỏ. Người giàu khi chọn nửa kia họ cũng đủ nhận thức để biết người ta đến với mình vì cái gì mà. Mọi người nói nếu không yêu đại gia thì lấy đâu ra tiền mua đồ hiệu lắm thế. Nhưng thu nhập nhiều năm gần đây 1-2 tỷ mỗi tháng là điều bình thường, vì tôi là người chăm chỉ, yêu làm việc và biết cách kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình từ những năm 18 tuổi. Phương Oanh giải thích. Phương Oanh phủ nhận chuyện đến với Sát Bình vì tiền, khẳng định bản thân có thể tự chủ kinh tế. Phương Oanh, suốt hành trình 16 năm làm nghề thường xuyên nhận được tin nhắn gạ gẫm tình tiền, con số có khi lên đến 50.000 đô.
Đây là lần hiếm hoi Phương Oanh nói về chuyện bị gạ gẫm và những tin đồn xoay quanh việc cô đi tour. Nữ diễn viên nói, tôi có đọc những bài viết trên các hội nhóm. Họ đồn tôi đi khách với giá này giá kia. Thậm chí trong suốt 8-10 năm qua, tôi liên tục nhận tin nhắn, lời mời về việc này với mức giá từ 20-30 nghìn đô. Thậm chí 50 nghìn đô cũng có. Nhưng như tôi đã đề cập, ngoài công việc diễn xuất, tôi còn biết tự kiếm tiền thêm nhờ kinh doanh mỹ phẩm. Bất động sản nên 1-2 tỷ mỗi tháng đôi khi không khó. Đối với tôi từng đó là đủ, thậm chí dư giả. Và bản chất của tôi từ trước đến nay không bao giờ có suy nghĩ phải kiếm tiền bằng cách đánh đổi nhân phẩm. Tôi có đánh đổi, nhưng là thanh xuân, xương máu của mình để lăn xả cho những vai diễn của tôi. Còn bạn thử nghĩ mà xem. Nếu chọn cám dỗ thì phải giữ cho thân thể nuột nà chứ sao lại chọn lặn lội ở những bối cảnh nơi rừng thiên nước độc để tàn phá nhan sắc. Làn da rám nắng, sẹo lồi sẹo lõm đầy mình như hiện tại. Phương Oanh không lung lay trước những cám dỗ, cho biết tài chính dư giả và không bao giờ có ý định đi khách.